Xin chào các bác, bên tôi là Mộc Hương Shop. Các bác đang xem cái clip giới thiệu về cái nhang trầm, hương nhá. Thì ở đây là tôi mới làm xong cái mẫu nhang cây mới. Ở đây nó có một số cái điểm mới để tôi giới thiệu đến các bác, và cái sản phẩm này là mới nhất luôn. Nó không như, nó cũng là nhang cây thôi, nhưng mà thứ nhất là nó ngắn, nó chỉ 30cm thôi. Vì sao lại làm nhang ngắn và vì sao lại làm nhang chân nhỏ đây, tăm nhỏ đây? Bây giờ tôi làm cái loại tăm nhỏ này. Cái loại này là mẫu tôi làm tăm nhỏ đầu tiên. Thì bên tôi sẽ giải thích cho các bác. Và cái trầm hương này là trầm hương tự nhiên, thiên nhiên, núi rừng, hàng sạch 100% các bác nhé. Cái tăm này cũng sạch này, tăm này là tăm tre. Tăm tre nứa ở trên rừng ấy, là người ta chuyên sản xuất tăm, tăm tre đây. Đây, các bác này. Không có một tí hóa chất nào hết. Hàng Mộc Hương Shop là đi đầu trong cái sản phẩm chất lượng và sạch các bác nhá. Không có hóa chất nào, đốt rất là dễ chịu. Cái thứ nhất nó tôi giải thích về vì sao lại làm nhang ngắn như này. 30cm thôi. Nó không quá là dài như nhang thắp hương bình thường ở nhà đâu. Thứ nhất là bây giờ nhiều chung cư này. Nhang này sẽ phù hợp với những người mà ở chung cư, nhà chung cư đấy thì rất là phù hợp. Bàn thờ nhỏ, và thứ hai là cái trần nhà nó thấp, cho nên là dùng nhang ngắn như này là phù hợp các bác nhé. Đó, và thứ hai nữa là vì sao lại làm nhang ngắn là phù hợp, như là để đốt ban thờ thần tài ông địa đấy kia kìa. Đó, ban thờ thần tài ông địa, tôi đang đốt một nén nhang kìa. Đó, nén nhang ban thờ thần tài của tôi ở đấy, vừa mới thắp xong. Và cái nhang ngắn này thì nó, vì cái nhang trầm nó cháy rất là lâu, nếu mà làm nhang dài thì nó phải 2 tiếng, còn nhang ngắn như này chắc nó phải tầm 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng đấy các bác nhá. Ngắn đi 10 phân. Cái nữa khác biệt nữa là cái tăm của nó rất là bé. Nó bé hơn so với những cái tăm mà bình thường tôi hay làm. Vì tăm bé như này thì khi mà làm nhang xe nhang ấy thì nó sẽ có cái độ dày của cái này này, cái trầm này nó sẽ được nhiều thịt hơn, thịt trầm hơn thì nó đốt nó sẽ thơm hơn các bác nhá. Nhang này mà thắp ở đền, ở miếu, ở chùa cũng được, nói chung là rất là phù hợp nhiều chỗ và rất là nhỏ gọn. Thứ hai là nó nhỏ gọn và nó dễ vận chuyển nữa. Đó, cái nhang 30cm tôi nghĩ là nhang cây này 30cm là vừa, chứ 40cm thì hơi to, hơi cao, hơi dài các bác, vận chuyển nó hơi khó. Tôi thì tôi vẫn làm nhang 40. Các bác thích đốt để, ví dụ nhiều bác thích đốt lâu chẳng hạn để ngồi thiền, thì đốt nhang ví dụ bàn thờ Phật thì ngồi ở trước bàn thờ Phật ở trong nhà đấy. Nhà bác nào bàn thờ Phật thì vẫn đốt lâu để ngồi thiền được. Đó, còn nhang này thì phù hợp với những người nhà nào mà chung cư này. Đó, và để bàn thờ ông địa, đốt bàn thờ ông địa, còn thắp hương tổ tiên thì vẫn phải chuẩn là 40cm nhé. Đó, thì các bác nào mà lấy loại nào thì bên tôi cũng có. Đây là giới thiệu cái mẫu đầu tiên cho các bác, là phù hợp với nhà chung cư và bàn thờ ông địa. Đó, thì các bác nào có nhu cầu cái sử dụng cái nhang này, ở đây nó hàng trầm rất là tự nhiên, là chuẩn luôn. Hàng này thì bên tôi vì là cái lô đầu tiên này thì giá là 5,5 triệu thì bên tôi đang khuyến mại xuống còn 4,5 triệu một cân các bác nhé. Mua theo cân thì các bác sẽ được giá tốt, còn nếu mà mua nẻ theo nạng đấy, một nạng đấy là 5,5 triệu. Đây một nạng đây các bác, một nạng đây. Tôi điện thoại tắt đi đã giới thiệu nốt. Đây là một nạng, một nạng này tôi đếm khoảng được 90 đến 100 cây các bác nhé, trong khoảng đấy. Một nạng này. Đó, các bác cân tiểu ni rất là chuẩn. Một nạng thì nó khoảng 90 đến 100 cây nha, dùng trong vòng liên tục, trong vòng nếu mà mỗi ngày thắp một cây hoặc hai cây thì dùng trong vòng khoảng 2 tháng đi, 3 tháng đi. Đúng không? Một ngày 2 cây mà 1 tháng là 60 cây. Trong vòng 2 tháng, 1 tháng, tháng rưỡi. Đó, một ngày 2 cây.
Còn ngày một cây thì dùng trong vòng khoảng 3 tháng. À, một nạng các bác nhé, một nạng này là 550, là tôi báo ship miễn phí, ship tận nơi, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Và các bác nếu mà các bác thích đốt thử mùi đấy thì các bác cứ đốt nhẹ nhẹ vào cái này cho nó cháy xem xém đi là các bác sẽ thử được ngửi, cho nên mũi ngay là sẽ ngửi được mùi thơm vào trong luôn đó. Thì các bác nào mà có nhu cầu về cái nhang cây này, nhang cắm, nhang nén này, gọi là nhang nén của Mộc Hương Shop. Mộc Hương thì bây giờ bên tôi là đầu tư nhang gọi là nhang mộc, nhang trầm Mộc Hương, hoặc nhang hoàng đàn Mộc Hương, nhang bách xanh Mộc Hương, ba cái loại đấy nhá. Ba cái loại đấy là cực kỳ cam kết với các bác là cực kỳ chất lượng. Ngoài ba loại đấy tôi không bán cái loại gì nhang hết, chỉ có ba loại. Thứ nhất đẳng cấp nhất vẫn là trầm hương các bác, thứ hai đó là hoàng đàn, thứ ba là bách xanh. Bách xanh thì sắp tới tôi sẽ làm, thì cũng làm cái nhang ngắn này thôi, không làm nhang dài, là một loại bách xanh nhang ngắn này. Hoàng đàn tôi cũng làm nhang ngắn như này, một loại thôi đó. Còn trầm hương thì tôi có loại dài, loại ngắn và lụ thì chỉ có hoàng đàn và trầm hương. Còn nhang nén, nhang cây như này thì có cả ba, bách xanh, hoàng đàn, trầm hương đó. Còn nhang nụ, nhang tháp ấy là đốt trong nư ấy, chỉ có hoàng đàn và trầm hương thôi nhé. Còn bách xanh thì nhằm nhang cây như này rất là dễ, vì bách xanh là nó thuộc cái loại hàng dòng không phải là cao cấp lắm, nhưng mà nó ở mức trung bình đúng không? Thì nó vẫn thơm, nhưng mà mùi thơm của nó thì không thể bằng hoàng đàn và trầm hương được. Nhưng mà nó thay thế cho cái nhang, tôi muốn cái đấy nó thay thế cho cái nhang hóa chất hàng ngày các bác dùng ấy, là nhang các bác mua ở ngoài quán, ngoài cửa hàng các thứ ấy, là nhang đấy là nhang tạp, rất dùng rất là nhiều hóa chất, thì các bác nên hạn chế đốt cái nhang đấy, rất là khó chịu, nó gây ngạt mũi, bí mũi rất là nhiều cho trẻ nhỏ trong nhà các bác nhá. Nếu mà các bác đốt nhiều nhang, nhà nhiều nhang, nhà làm đốt dùng nhiều, thì các bác phải nên dùng những cái nhang sạch, nhang tự nhiên như này, nhang trầm, nhang hoàng đàn, nhang bách xanh để các bác dùng. Nhang bách xanh thì các bác dùng hàng ngày, còn nhang trầm, nhang hoàng đàn thì ví dụ ngày lễ, ngày Tết, ngày cúng, ngày giỗ, ngày những cái ngày đặc biệt trọng đại trong năm thì các bác nên dùng nhang trầm, nhang hoàng đàn nhá, thay thế. Còn nhang bách xanh thì các bác dùng hàng ngày là vẫn là ok, bàn thờ ông địa đấy. Còn cao cấp hơn thì hoàng đàn, còn VIP nữa thì trầm hương. Đó là những cái loại mà bên tôi cung cấp ra thị trường các bác nhé. Các bác nào muốn mua xỉ, mua số lượng nhiều thì các bác liên hệ tôi, thì sẽ bên tôi sẽ để giá xỉ, giá cửa hàng đại lý cho các bác. Bên tôi thì chuyên làm rồi, làm trực tiếp xưởng gia công sản xuất ra những cái loại nhang như này. Đó thì các bác nào mà có nhu cầu mua một nạng hoặc mua một cân, mua một nạng thì 550, mua một cân thì 4,5 triệu các bác nhá, đang được giảm 1 triệu một cân đấy, cũng nhiều ấy chứ. Một cân các bác dùng một cân như này được 1.000 cây, các bác dùng cả một năm không hết, 2 năm ấy chứ, dùng cả năm không hết đâu, 3-4 năm ấy, 3 năm ấy, nếu mà dùng ít thì dùng phải 3 năm mới hết được cân. Nó nhiều lắm, nếu mà các bác dùng nhiều thì các bác nên mua theo cân thì nó sẽ được giá tốt hơn. Còn các bác muốn dùng ít, dùng thử thì các bác mua một nạng như này, tôi sẽ đóng vào hộp nhá các bác nhá. Đóng vào hộp, tôi đang đặt hộp làm thương hiệu rồi, làm hộp nhựa đấy, hộp nhựa cứng đấy. Tôi sẽ khi nào mà hàng hộp nó về, tôi sẽ đóng cái này vào hộp, sau đó là đóng cho thương hiệu nhãn mác của mình vào là Mộc Hương Shop, sau đó là sẽ gửi cho các bác. Đó, đóng gửi hàng miễn phí ship cho các bác nhá, toàn quốc, ship đi đâu cũng được, trên đất nước Việt Nam này, ship ra nước ngoài cho các bác được, hàng giao hàng tận nơi. Nhưng mà nước ngoài thì không miễn phí ship được vì phí ship nó cao. Các bác muốn mua miễn phí ship thì các bác sẽ phải gửi người ở Việt Nam mua hộ, sau đó là các bác bảo người đấy gửi sang cho các bác, hoặc là người nhà nhận hộ đó. Hoặc là nếu mà các bác không có thì các bác muốn gửi sang trực tiếp thì các bác phải trả tiền ship. Và mua hàng cách thức như nào thì giao hàng bên đấy, bên tôi là giao qua bưu điện đấy, họ sẽ giao tận nơi, các bác thanh toán trước là bên tôi sẽ giao hàng cho các bác. Đó là như ví như tôi gửi đi Canada chẳng hạn, khoảng 2 tuần
các bác sẽ nhận được. Thì tiền ship nó rẻ hơn là gửi nhanh thì tiền ship nó mắc lắm. Đi nước ngoài các bác biết rồi. Đó, thì có vấn đề gì các bác cứ alo trực tiếp số điện thoại 0987863250 hoặc Zalo 0987863250 nhá, bên tôi sẽ tư vấn cho các bác nha. Đó, địa chỉ ở đây thì bên tôi mới chuyển sang quận 2 rồi. Thì tôi sẽ sửa lại cái địa chỉ này. Sắp tới tôi sẽ làm lại một cái thẻ này, sửa lại địa chỉ cho nó rõ ràng. Địa chỉ mới mà, bên quận 2. Địa chỉ cũ thì bên quận 9. Rồi, xin chào các bác. Cảm ơn các bác. Xin chào.